Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Nhà nghiên cứu Stefan Gaik, giáo sư tại Viện Nghiên cứu châu Âu ở thủ đô Beograd của Serbia cho rằng Ukraine nên được coi là phần phía Tây của Nga. Ông Gaik lưu ý, Ukraine nên được coi là lãnh thổ phía Tây của Nga, nơi ngày nay là chiến trường, trong trường hợp này, giữa phương Tây và Nga, hay nói đúng hơn là giữa phương Tây và phần lớn thế giới đang đấu tranh để chấm dứt quyền bá chủ của phương Tây. Ông Gaik nói thêm rằng, phương Tây muốn kéo dài chiến sự, rõ ràng là họ có ý định mở rộng phạm vi hoạt động sang một lãnh thổ châu Âu rộng lớn hơn. Chính vì lý do này mà sự hỗ trợ quân sự mới nhất đã được cung cấp cho Kiev. Xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO ngày càng gia tăng. Trước đó, Tổng thống Serbia Alexander Vučić nhấn mạnh, các sự kiện ở Ukraine, trong đó có xung đột giữa Nga và phương Tây đang chậm rãi nhưng chắc chắn, khiến thế giới đến một thảm họa toàn cầu lớn. Phó Thủ tướng Nga Alexei Averchuk mới đây cho biết, Ukraine đang bắt đầu trải qua thời kỳ nhận thức để dần nhận ra những sai lầm của mình. Phát biểu tại diễn đàn Primakov Readings, ông Averchuk cho biết, Tôi có thể nhận ra rằng Ukraine đang bắt đầu trải qua một quá trình nhận thức những sai lầm của mình, và về điều này chúng ta có thể nói thêm rất nhiều trong tương lai. Ông lưu ý rằng, quá trình tương tự có thể sẽ kết thúc ở Georgia. Quốc gia này sau xung đột năm 2008 đã ý thức hơn về độc lập chủ quyền và không muốn trở thành bàn đạp chống lại Nga. Pata Abulazet, một nhà hoạt động của cương lĩnh xã hội chủ nghĩa Georgia, từng đến thăm vùng Lugansk ở Ukraine, nói với các phóng viên rằng phương Tây muốn mở mặt trận thứ hai ở Georgia nhằm làm suy yếu nước Nga và lôi kéo người dân vào cuộc chiến. Ông Abulazet nói, họ muốn lừa dối chúng tôi dùng lời lẽ ngon ngọt để mở một mặt trận thứ hai. Các bộ trưởng quốc phòng của Anh, Ba Lan, Litva, Latvia đã đến gặp chúng tôi. Họ phát biểu tại một cuộc meeting nhằm lôi kéo chúng tôi vào cuộc chiến, theo ông, quan điểm này của các nước châu Âu cũng được Mỹ ủng hộ, nhưng giới lãnh đạo Georgia không bao giờ chấp nhận vì họ hiểu rằng người dân nước này sẽ phải chịu thiệt hại. Trước đó, có thông tin cho rằng các nhà hoạt động thuộc nhiều lực lượng chính trị khác nhau từ Mỹ và Georgia ủng hộ việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Nga đã đến Lugansk để thu thập thông tin về tội ác của Ukraine đối với cư dân Donbass và ghi lại hậu quả của các cuộc tấn công, bao gồm cả những vụ tấn công thực hiện bằng vũ khí phương Tây. Keith Kellogg và Fred Fein, hai cố vấn chủ chốt của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã trình bày với ông một kế hoạch chấm dứt xung đột Nga-Ukraine nếu ông thắng cử Tổng thống. Kế hoạch này bao gồm việc tuyên bố với Ukraine rằng họ sẽ chỉ nhận thêm vũ khí của Mỹ nếu tham gia đàm phán hòa bình. Trung tướng đáng nghỉ hưu Keith Kellogg, một trong những cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, cho biết Mỹ sẽ cảnh báo Nga rằng bất kỳ sự từ chối đàm phán nào sẽ dẫn đến việc Washington tăng cường hỗ trợ cho Kiev. Theo kế hoạch, sẽ có một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine dựa trên các chiến tuyến hiện hành trong các cuộc đàm phán hòa bình. Đây có thể coi là kế hoạch chi tiết nhất từ trước đến nay của các cộng sự của ông Trump. Ông nhiều lần tuyên bố có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử Tổng thống. Đề xuất này sẽ đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong lập trường của Mỹ về cuộc chiến và có thể sẽ vấp phải sự phản đối từ các đồng minh châu Âu, cũng như ngay trong Đảng Cộng Hòa. Ông Fred Fai cho biết họ đã trình bày chiến lược của mình với ông Trump và nhận được sự ủng hộ của cựu Tổng thống. Tuy nhiên, người phát ngôn của Trump, ông Stephen Chong cho biết, những tuyên bố của cựu Tổng thống hoặc các thành viên được ủy quyền trong chiến dịch tranh cử của ông mới được coi là chính thức. Sự ủng hộ dành cho Ukraine từ phía Ngoại trưởng Đức, Annalena Baerbock có thể khiến đảng xanh thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử địa phương ở miền đông nước Đức, theo tờ Express của Áo ấn phẩm cho biết theo các cuộc thăm dò dư luận người đức lo ngại ngày càng nhiều về khả năng xảy ra đối đầu với nga liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho kiev bài báo nhận định khi ủng hộ việc viện trợ cho ukraine lãnh đạo đảng xanh đang hành động trái ngược với ý kiến người dân điều này chẳng bao lâu nữa sẽ dẫn đến hậu quả bi thảm cho bà bé bốc rốt cuộc họ tức đảng xanh sẽ phải tham gia cuộc bầu cử cơ quan lập pháp địa phương ở các bang miền đông nước đức express lưu ý rằng Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Bebock, người chịu trách nhiệm về vấn đề này, có vẻ như còn lâu mới thực hiện các nỗ lực ngoại giao. Bài viết thu hút sự chú ý đến thực tế là người dân ở các khu vực phía đông nước Đức hầu hết chỉ trích việc viện trợ cho Kiev. Nhiều khả năng họ sẽ ủng hộ các chính trị gia thiên về giải pháp ngoại giao để tháo gỡ cuộc xung đột ở Ukraine ngày hôm qua trong bài phát biểu trước những người tham gia và ban tổ chức buổi luận đàm kỷ niệm chuyên đề primakov tổng thống nga vladimir putin tuyên bố brics ủng hộ việc xây dựng một thế giới không có chế độ độc tài ông putin cho hay tôi tin chắc rằng các bạn cũng sẽ xem xét vai trò và triển vọng cho sự phát triển hơn nữa của brics một hiệp hội đại diện cho lợi ích của đa số thế giới và do nga làm chủ tịch năm nay xét cho cùng chính brics đóng vai trò là đầu tàu xây dựng một trật tự công bằng và dân chủ dựa trên các nguyên tắc bình đẳng thực sự không có sự kiểm soát bức chế và áp lực tổng thống nga kỳ vọng rằng tại luận đàm chuyên đề primakov sẽ có sự trao đổi quan điểm về các sáng kiến hòa bình của nga vốn đã bị phương tây bác bỏ và những người tham gia diễn đàn sẽ có thể thấy rằng chúng thực sự mang lại khả năng chấm dứt xung đột ở ukraine ông putin nói Tôi xuất phát từ thực tế là diễn đàn sẽ dành sự quan tâm đúng mức đến các ý tưởng của Nga về việc hình thành một hệ thống an ninh bình đẳng, không thể chia cắt và hợp tác cùng có lợi trên lục địa Á-Âu, cũng như đề xuất mới của chúng tôi về giải pháp hòa bình trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Tôi hy vọng rằng khác với nhiều chính trị gia phương Tây, những người thậm chí còn không muốn đi sâu vào bản chất của sáng kiến mà chúng tôi đưa ra, những người tham gia diễn đàn sẽ tiếp cận việc xem xét nó một cách cân nhắc và hợp lý, đồng thời có thể thấy rằng nó thực sự mang lại khả năng chấm dứt xung đột và chuyển sang giải pháp chính trị và ngoại giao. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine Kirill Budanov cho biết Kiev có thể sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp để nhắm mục tiêu vào cây cầu nối cơ đương với Nga. Ukraine đã từng tấn công cây cầu qua biển trong một số lần trước đó. Cây cầu đã bị hỏng nhưng được sửa chữa nhanh chóng và tiếp tục nối lại hoạt động. Ông Budanov cho rằng một cuộc tấn công vào cây cầu bằng tên lửa ATACMS của Mỹ có thể phá hủy cây cầu một lần và mãi mãi. Ông nói, những người cho rằng ATACMS không đủ mạnh để phá hủy cây cầu nên đọc hướng dẫn kỹ thuật. Ông nhận định, vấn đề duy nhất là số lượng tên lửa có thể được sử dụng và về nguyên tắc, những tên lửa này sẽ cho phép chúng tôi hoàn thành sứ mệnh như vậy. Tuy nhiên, dù cầu Crimea có bị tấn công, Nga hiện vẫn có tuyến đường trên bộ chạy từ lãnh thổ của mình qua các khu vực Mariupol, Berdyansk mà họ đang kiểm soát để tới được Crimea. Moscow đã xây dựng hệ thống đường sắt theo tuyến này. Hãng tin RT dẫn lời các nhà điều tra Nga ngày 25 tháng 6 cho hay, máy bay Illusion IL-76 đã bị tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất bắn rơi vào ngày 24 tháng 1 ở vùng Belgorod khi đang chở tù nhân Ukraine đi trao đổi. Tất cả những người trên máy bay, gồm 65 tù nhân, 3 người Nga hộ tống, 6 thành viên phi hành đoàn đều thiệt mạng. Ủy ban điều tra Nga cho biết đã thu thập bằng chứng để cáo buộc các chỉ huy quân sự và lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Ukraine. Theo cơ quan này, các quan chức Ukraine biết chắc chắn rằng một cuộc trao đổi tù nhân sắp diễn ra và đã ra lệnh phá hủy máy bay. Các nhà điều tra Nga đã thu thập được hơn 110 mảnh vỡ từ hai tên lửa Patriot tại hiện trường máy bay rơi, gồm cả thi thể của một trong số các nạn nhân. Dữ liệu thu được từ máy quay trên máy bay cho thấy một trong những tên lửa đã phát nổ cạnh buồng lái, còn quả thứ hai được cho là trượt mục tiêu và tự phá hủy. Ngoài ra, dữ liệu radar của Nga đã xác định được một địa điểm cụ thể ở vùng khắc cốt của Ukraine là nơi tên lửa được bắn từ một bệ phóng duy nhất. Hiện các nhà điều tra Nga đang nỗ lực xác định những cá nhân chịu trách nhiệm về việc tổ chức vụ tấn công khủng bố này. Ủy ban điều tra đã công bố một video cho thấy công việc của họ tại hiện trường máy bay rơi và sau đó là quá trình phân tích pháp y các mảnh vỡ được thu hồi. Không quân Nga đã săn phẳng một sở chỉ huy của quân đội Ukraine ở vùng Kherson bằng 4 quả bom lượn dẫn đường FAB-500. Theo đoàn video được các binh sĩ Nga đăng tải trên Telegram, trong một cuộc giao tranh ở vùng Kherson, không quân Nga đã sử dụng bom lượn dẫn đường thông minh phá hủy hoàn toàn sở chỉ huy của quân đội Ukraine trong khu vực. Cũng từ đoạn video trên, cả bốn quả bom của Nga đều tấn công chính xác mục tiêu chỉ trong vài giây và không gây thêm thiệt hại cho các tòa nhà xung quanh. Những hình ảnh về mục tiêu này sau đó cho thấy nó bị san phẳng hoàn toàn. Theo truyền thông Nga, bốn quả bom được sử dụng trong vụ tấn công là FAB-500, mỗi quả nặng gần 500 kg. Đây là loại bom thông thường được nâng cấp thêm mô đun dẫn đường, cho phép chúng có thể lượn trên không và tấn công chính xác mục tiêu. Tòa hình sự quốc tế ICC đã phát lệnh bắt giữ đối với Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shogu. Trong thông cáo phát đi hôm qua, ICC cho biết họ phát lệnh bắt giữ đối với Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Kadasimov và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu với cáo buộc gây tội ác chiến tranh và chỉ đạo các cuộc tấn công chống lại dân thường và các hạ tầng dân sự ở Ukraine. Quyết định trên của ICC nâng tổng số lệnh bắt giữ được ban hành nhằm vào các quan chức cấp cao của Liên bang Nga lên 8 kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra. Các thẩm phán của ICC nhận thấy có cơ sở để tin rằng hai vị tướng này của Nga phải chịu trách nhiệm cho các vụ tập kích tên lửa của quân đội Nga nhằm vào hạ tầng điện của Ukraine ít nhất từ ngày 10 tháng 10 năm 2022 đến ngày 9 tháng 3 năm 2023. Trong thời gian này, Nga bị cáo buộc liên tục tập kích vào các nhà máy điện, chạm biến thế trên khắp Ukraine, gây ra tình trạng thiếu điện trầm trọng. Theo ICC, các cuộc tấn công này nhằm vào các mục tiêu dân sự, hoặc ngay cả khi các mục tiêu có thể được coi là quân sự, thiệt hại dân sự cũng quá rõ ràng. Nga và Ukraine đều không phải là thành viên của ICC. Moscow nhiều lần nói rằng cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp và phủ nhận việc quân đội Nga nhắm mục tiêu vào dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự. AFP đưa tin, Tổng thống Macron ngày 25 tháng 6 bị các phe đối thủ chỉ trích sau khi ông đưa ra các phát ngôn về viễn cảnh Pháp có thể rơi vào nội chiến nếu phe cực hữu hoặc phe cực tả chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội tuần tới. Ông Eric Ciotti, chủ tịch của Đảng Cộng hòa Pháp thuộc phe bảo thủ, cáo buộc tổng thống Pháp là vô trách nhiệm. Ông Ciotti nói rằng đây là một chiến lược nhằm gây sợ hãi. Chủ tịch nhóm nghị sĩ Đảng Mặt trận Quốc gia, Marie Le Pen cho biết, lập luận của ông Macron là không đủ mạnh mẽ và cho thấy ông ấy nghĩ rằng mình đã thua trong cuộc bầu cử này. Trong khi đó, ông Bathoricanner, người đứng đầu Đảng Xã hội tại Thượng viện cho biết, nhận xét của ông Macron cho thấy ông đang đấu tranh cho sự sống còn chính trị của mình. Ông Jean-Luc Mélenchon, người đứng đầu Đảng dân túy cánh tả France Unbowed, cũng chỉ trích cảnh báo của ông Macron cho rằng ông đang châm lửa vào mọi thứ một số khảo sát trước thêm bầu cử cho thấy đảng tập hợp quốc gia có thể giành chiến thắng 35 đến 36% trong cuộc bỏ phiếu vòng đầu tiên vào ngày 30 tháng 6 trước liên minh cánh tả với tỷ lệ 27 đến 29,5%. Phe trung dung của ông Macron dự kiến đứng thứ ba với tỷ lệ 19,5% 22%. AFP hôm 25 tháng 6 dẫn nguồn thạo tin cho biết. Các lãnh đạo Liên minh châu Âu EU đại diện ba nhóm chính trị lớn của khối đã nhất trí đề cử bà Ursula von der Leyen làm chủ tịch Ủy ban châu Âu nhiệm kỳ 2. Theo một phần của thỏa thuận, để bà Ursula von der Leyen tiếp tục làm chủ tịch Ủy ban châu Âu nhiệm kỳ 2, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas sẽ trở thành cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của khối, trong khi cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa được đề cử vị trí chủ tịch Hội đồng châu Âu. Ba cái tên trên sẽ được trình lên các lãnh đạo EU dự hội nghị thượng đỉnh từ ngày 27 tháng 6 ở Brussels để bỏ phiếu. Dự kiến việc phê chuẩn sẽ diễn ra một cách dễ dàng. Một quan chức giấu tên tiết lộ với Politico rằng Thủ tướng Italy Giorgia Meloni không hài lòng vì vẫn bị loại khỏi nỗ lực đàm phán, dù phe cực hữu giờ đây đã chiếm vị trí lớn thứ ba sau cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Việc bà Meloni bị loại trừ khỏi bàn thương thuyết hôm 25 tháng 6 là vì các bên đã phải tuân thủ điều kiện của các tổ chức theo phe tự do và trung tả. Hai nhóm này tuyên bố từ chối ủng hộ bà von der Leyen tiếp tục nhiệm kỳ 2 nếu bà đạt được thỏa thuận với nhà lãnh đạo Italy. Dù vậy, Italy được dự đoán sẽ giành được một ghế quan trọng trong nhiệm kỳ Ủy ban châu Âu năm 2024-2029. Cuộc bầu cử sớm mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi có thể là sự kiện có sức tàn phá lớn nhất kể từ sau chiến tranh, không chỉ đối với Pháp mà cả Liên minh châu Âu-EU, tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và phương Tây vai trò lãnh đạo của Pháp trong EU, ghế của nước này trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và tầm ảnh hưởng quân sự với tư cách là một cường quốc toàn cầu, khiến cuộc bầu cử sắp tới gần như giống như sự kiện thế giới. Tương đương màn tái đấu giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và đối thủ Donald Trump vào tháng 11 năm nay. Vấn đề quan trọng nhất là đảng tập hợp quốc gia RN cực hữu có thể chiến thắng. Bài viết trên Politico nhận định, cuộc bầu cử vào cuối tháng này và đầu tháng 7 có thể sẽ đánh dấu không chỉ sự thất bại mà còn xóa bỏ chủ nghĩa Macron, cuộc thử nghiệm lộn xộn của Tổng thống Macron với những cải cách theo định hướng thị trường nhằm giải phóng sức sáng tạo của nước Pháp. Ông Jordan Badella, chủ tịch đảng RN là ứng cử viên cho chức thủ tướng, tuyên bố sẽ từ chối thành lập chính phủ trừ khi giành được đa số rõ ràng, tức là ít nhất 289 trong số 577 ghế tại quốc hội. Các cuộc thăm dò cho thấy ông Badella sẽ giành được tối đa 260 ghế, nhưng sự ủng hộ có thể tiếp tục thay đổi trong những ngày cuối cùng. Ngay cả khi ông Badella trở thành thủ tướng, ông Macron sẽ vẫn là tổng thống cho đến năm 2027. Tuy nhiên, hệ thống của Pháp tập trung quyền lực ở quốc hội, thủ tướng và chính phủ. Nếu có quan điểm chính trị khác với tổng thống, họ sẽ là người nắm quyền quyết định trong khi đó đảng rn của bà marie le pen thu ghét eu và tuyên bố sẽ làm mọi cách trong khả năng của mình để làm suy yếu thậm chí phá hủy nó bà cũng không chỉ trích gây gắt việc nga mở chiến dịch quân sự ở ukraine trước đây bà từng vay khoản tiền lớn từ một ngân hàng nga và một khoản từ ngân hàng liên quan đến thủ tướng hungary viktor orbán bà nói rằng sự can thiệp của nga và Syria là điều tốt cho thế giới bà le pen từng nói các chính sách mà tôi ủng hộ đều được tổng thống nga vladimir putin thực hiện bà marie le pen muốn rời khỏi cánh quân sự của nato tổ chức mà bà coi là công cụ bá chủ của mỹ do đó nếu rn điều hành chính phủ đó sẽ không khác gì con dao chặt đứt sự thống nhất của phương tây và châu âu Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Nga và Mỹ đã trao đổi qua điện thoại vào ngày 25 tháng 6, lần đầu tiên sau hơn một năm. Đây cũng là lần đầu tiên mà Bộ trưởng phía Mỹ Lloyd Austin trao đổi với tân Bộ trưởng phía Nga là ông Andrei Belousov, người vừa nhậm chức hồi tháng 5 vừa qua, Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Austin và Bộ trưởng Belousov đã thảo luận về tầm quan trọng của các đường dây liên lạc mở giữa các bên. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Không quân Patrick Ryder, ông Austin là người khởi xướng cuộc trao đổi. Lần cuối cùng ông trao đổi với một Bộ trưởng Quốc phòng Nga là vào tháng 3 năm 2023, khi đó là ông Sergei Shogu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết ông Belousov đã cảnh báo ông Austin về sự nguy hiểm của việc Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, trong cuộc xung đột kéo dài 28 tháng với Moscow. Thông báo viết, ông Belousov chỉ ra nguy cơ leo thang căng thẳng hơn nữa thông qua việc Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine. Phó thủ lĩnh chính trị Hamas, ông Musa Abu Mazouk, nói với Sputnik rằng phong trào Hamas của Palestine khẳng định Nga phải là nước bảo đảm cho lệnh ngừng bắn ở giải Gaza Ông Mazuk nói, chúng tôi vẫn kiên trì yêu cầu để Nga là nước bảo đảm cho thỏa thuận ngừng bắn đó, bởi rõ ràng Mỹ đứng về phía Israel và lập trường của họ không trong sáng. Lập trường của Nga công bằng hơn, dễ chấp nhận hơn đối với tất cả các bên và họ sẵn sàng hành động theo hướng này. Chúng tôi muốn chấm dứt quyền bá chủ của Mỹ và ảnh hưởng một chiều của họ trong vấn đề Palestine. Ông cho biết thêm, những người bạn của chúng tôi ở Qatar vẫn tiếp tục nỗ lực. Họ đang cố gắng phá vỡ thế bế tắc trong quá trình này, nhưng không có tiến triển gì, Chúng tôi đã đề xuất một số thay đổi, nhưng Israel không đồng ý. Đó là lý do tại sao chúng vẫn chưa được phản hồi. Vì vậy, vấn đề nằm ở quyết định và lập trường của họ, không phải của chúng tôi. Ông Mazu kết luận, chúng tôi không đưa ra điều kiện, nhưng chúng tôi có những đòi hỏi công bằng. Đó là ngừng bắn, rút quân khỏi giải Gaza, khôi phục giải Gaza, trao đổi con tin và tù nhân, dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Chúng tôi nghĩ tất cả những điều đó là khả thi nếu Israel từ bỏ ý muốn tiếp tục cuộc chiến ở giải Gaza. Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết, một cuộc không kích của Israel đã khiến 10 thành viên trong gia đình thủ lĩnh Hamas Haniji thiệt mạng. Mahmoud Basa, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ dân sự Gaza cho biết, vụ tấn công nhằm vào ngôi nhà của thủ lĩnh Hamas Esmail Haniji ở trại tị nạn Ansanti, phía bắc giải Gaza ngày 25 tháng 6. Đòn không kích khiến ngôi nhà đổ sập, 10 người bên trong thiệt mạng, trong đó có các cháu và hoặc chị em gái của ông Haniji. Ông Bassan cho hay, một số thi thể vẫn mắc kẹt bên dưới đống đổ nát của căn nhà bị sập, nhưng chúng tôi không có thiết bị cần thiết để đưa họ ra ngoài. Theo vị phát ngôn viên, đội phòng vệ dân sự đã chuyển các thi thể đến bệnh viện An Ali ở Gaza City gần đó và cho biết thêm nhiều người bị thương trong vụ tấn công. Quân đội Israel thừa nhận biết về vụ tấn công nhưng chưa thể xác nhận. Trong cuộc gặp với chủ tịch thượng viện quốc hội Belarus Natalia Kosianova Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các nước BRICS đã quyết định tạm dừng kết nạp thành viên mới. Phát biểu của ông Lavrov được trích dẫn trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, với đa số phiếu áp đảo trong nhóm 10 nước tại cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao các nước BRICS ở Nizhny Novgorod, đã quyết định tạm dừng kết nạp các thành viên mới để giúp hội nhập những thành viên mới vốn đã tăng thành phần nhóm lên gấp đôi. Song song với đó còn chuẩn bị thứ hạng các nước đối tác xếp họ thành các cấp bậc trước khi trở thành thành viên đầy đủ của khối. Chắc chắn chúng tôi sẽ thúc đẩy những người bạn Belarus của mình, cũng như một số nước có cùng chỉ hướng khác. Vào ngày 1 tháng 1, Nga trở thành nước chủ tịch luân phiên của BRICS cho đến năm tới. Nhiệm kỳ của Nga bắt đầu với việc kết nạp các thành viên mới và tổ chức, ngoài Liên bang Nga, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Hiện nay, BRICS còn bao gồm Ai Cập, Ethiopia, Iran, UAE và Ả Rập Xê Út. Nhà sáng lập Wikileaks, ông Julian Assange đã nhận có tội tại một tòa án Mỹ động thái sẽ giúp ông được trả tự do sau nhiều năm ngồi tù. Theo RT, ông Assange đã nhận tội và bị tòa án Mỹ kết tội gián điệp. Giờ đây, ông sẽ sớm được tự do trở về quê hương Australia sau 5 năm ngồi tù ở Anh. Ông Assange vào sáng 26 tháng 6 đã nhận tội âm mưu, thu thập và phổ biến thông tin quốc phòng tại tòa án quận Bắc Mariana của Mỹ. Ông sẽ không phải tiếp tục chịu án ở Mỹ, theo thỏa thuận trước đó với Bộ Tư pháp Mỹ. Trong phòng xử án ông Assange có sự xuất hiện đại sứ Australia tại Mỹ Cameron Root, đại sứ Australia tại Vương quốc Anh Stephen Smith và luật sư của ông Jennifer Robinson. Khi được thẩm phán Romana Mangolona hỏi liệu ông Assange có nhận tội hay không, ông trả lời là có tội. Ông Trung Wikileaks nói với thẩm phán McLona, ông tin rằng tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ cho phép ông công khai các tài liệu mật của Mỹ. Ông nhận định rằng tu trình án thứ nhất và đạo luật gián điệp của Mỹ mâu thuẫn với nhau. Mặc dù vậy, ông cho biết quyết định nhận tội vì sẽ khó thắng được một vụ án như vậy trong mọi tình huống. Ông Julian Assange, công dân Australia, là người đã sáng lập ra mạng Wikileaks vào năm 2006, chuyên dò dỉ các thông tin mật ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Hàng nghìn người biểu tình Kenya ngày 25 tháng 6 đã xông vào đốt tòa nhà quốc hội tại thủ đô Nairobi nhằm phản đối đề xuất thuế do các nghị sĩ đệ trình. Theo hãng tin AP, cuộc bạo loạn tại tòa nhà quốc hội Kenya đã khiến các nhà lập pháp nước này phải bỏ vốn và buộc cảnh sát phải nổ súng khiến một vài người thiệt mạng. Đây là một trong những vụ tấn công trực tiếp nhất vào chính quyền Kenya trong nhiều thập kỷ qua. Tổng thống Kenya William Ruto gọi các cuộc bạo loạn là hành động phản bội và cam kết sẽ dập tắt bằng mọi giá. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Kenya thông tin quân đội đã được triển khai để hỗ trợ cảnh sát đối phó với tình trạng khẩn cấp về an ninh và ngăn người biểu tình xâm phạm các cơ sở hạ tầng quan trọng của đất nước. Sự phẫn nộ của người biểu tình xuất phát từ đề xuất áp thêm nhiều loại thuế của Quốc hội Kenya trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ở quốc gia Đông Phi này ngày càng tăng mạnh. Nhiều thanh niên từng bỏ phiếu ủng hộ ông Ruto trúng cử làm tổng thống vì cam kết giải cứu nền kinh tế đất nước giờ đổ ra đường biểu tình phản đối những đề xuất cải cách của ông. Theo thông báo của Bệnh viện Quốc gia Kenyatta, đơn vị này đã tiếp nhận 45 trường hợp thương vong. Tàu vũ trụ thường Nga-6 đã mang mẫu vật từ vùng tối của mặt trăng về trái đất trong ngày 25 tháng 6, giúp Trung Quốc trở thành nước đầu tiên làm được điều này. Con tàu đã đáp chính xác xuống khu vực đã định ở khu tự trị nội mông của Trung Quốc vào chiều 25 tháng 6. Tân Hoa Xá dẫn thông báo của Cơ quan Không gian Quốc gia Trung Quốc CNSA cho biết, sứ mệnh thường Nga-6 xuất phát từ trái đất vào ngày 3 tháng 5, hạ cánh tại khu vực bồn điện Nam Cực Aitken ở vùng tối của mặt trăng vào ngày 2 tháng 6. Ngày 4 tháng 6, tàu cất cánh từ đó với mẫu vật và đi vào quỹ đạo mặt trăng. Hai ngày sau, nó kết nối với tàu ở quỹ đạo và chuyển mẫu vật sang mô đun quay về trái đất. Giới nghiên cứu cho rằng sứ mệnh thường Nga 6 là cột mốc quan trọng trong lịch sử khám phá mặt trăng của nhân loại, sẽ đóng góp cho việc hiểu rõ hơn về sự tiến hóa của vệ tinh của trái đất. Các mẫu vật sẽ được đưa về Bắc Kinh để phân tích. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng ngày đã chúc mừng sứ mệnh thường Nga 6 kết thúc thành công. Ngày 25 tháng 6, đội tìm kiếm đã tìm thấy hai thợ lặn mất tích suốt 40 tiếng trong hệ thống hang động sâu 500 mét ở miền Bắc Tây Ban Nha. Các thợ lặn này được tìm thấy trong tình trạng bình thường không bị tổn thương. Người phát ngôn các dịch vụ khẩn cấp Javier Allende cho biết các vợ chồng mất tích đến từ miền Trung Tây Ban Nha đều là những người có kinh nghiệm thám hiểm hang động. Có thể họ đã mất nguồn chiếu sáng và đã tuân theo các quy trình khẩn cấp khi ở trong hang tối. Cả hai được tìm thấy tại một trong những ngách hang mà đội cứu hộ xác định là địa điểm nhiều khả năng sẽ tìm thấy người mất tích. Đây cũng là nơi mà đội cứu hộ đến được sớm nhất trong hệ thống hang động Gamma Siga Sima de Sombrero. Hệ thống hang động có nhiều sông ngầm, nhiệt độ rất thấp và cần có thiết bị chuyên dụng để đi sâu vào bên trong. Trước đó, đội cứu hộ đã huy động 38 người, trong đó có cả cảnh sát địa phương và tình nguyện viên, đi tìm người mất tích. Phán đoán cặp đôi thợ lặn có thể dễ nhầm vào một ngách hang nên đội cứu hộ đã chia thành các nhóm nhỏ tìm ở các ngách. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự được phát sóng trên kênh YouTube Thế Giới Nhiêng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.